sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới bị cấm tại Anh. Sàn giao dịch tiền điện tử Binance vừa bị cơ quan quản lý tài chính của Anh, FCA, cấm hoạt động tại quốc gia này. Cụ thể, cơ quan quản lý tài chính của Anh cho biết rằng Binance Market Limited, chi nhánh của Binance tại quốc gia này, sẽ không được phép thực hiện bất kỳ hoạt động nào tại Anh khi không có sự đồng ý trước bằng văn bản của FCA. Bên cạnh đó, FCA cũng yêu cầu Binance phải hiển thị thông báo ngừng hoạt động ở Anh trên trang web và các kênh mạng xã hội trước ngày 30 tháng 6. Đồng thời, Binance phải lưu tất cả hồ sơ người dùng ở Anh và báo cáo cho FCA trước ngày 2 tháng 7. Trên trang Twitter chính thức, Binance cho biết Binance Market Limited hoạt động độc lập và khẳng định lệnh cấm trên sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì đến các giao dịch của khách hàng trên trang web Binance.com của công ty. Thông báo của FCA sẽ không có bất cứ tác động trực tiếp nào đến các dịch vụ được cung cấp trên Binance.com. Mối quan hệ của chúng tôi với người dùng không thay đổi, một phát ngôn viên của Binance chia sẻ với CNBC. Tuần trước, cơ quan quản lý tài chính Nhật Bản cũng đã lên tiếng cảnh báo sàn giao dịch tiền điện tử Binance. Chính quyền Nhật Bản nói rằng Binance đang kinh doanh tại quốc gia này mà không có giấy phép hoạt động. Là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance hiện có mặt ở rất nhiều quốc gia. Tính đến tháng 5 năm 2021, khối lượng giao dịch trên sàn này lên đến 2.460 tỷ USD. Thế anh theo CNBC,